để giúp bà con về quê nghỉ lễ giảm bớt mệt nhọc, lái xe an toàn. Lực lượng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Tân Phú mới đây đã tổ chức tặng nước uống và khăn lạnh cho người dân di chuyển bằng mô tô, xe máy qua địa bàn huyện. Để đồng hành cùng người dân trên hành trình về quê nghỉ lễ, công an huyện Tân Phú đã trao hàng ngàn chai nước, khăn lạnh, áo mưa và một số nón bảo hiểm miễn phí cho người dân. Ai ai cũng đều cảm thấy vui vẻ phấn khích. Ngoài ra, đội cảnh sát giao thông trật tự cũng không quên nhắc nhở người dân tham gia giao thông an toàn việc làm ý nghĩa của lực lượng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện tân phú đã mang những hình ảnh của người chiến sĩ không ngại nắng mưa là ấn tượng đẹp cho mỗi người dân về quê nghỉ lễ